Nhắc đến rồng, thông thường chúng ta sẽ nghĩ ngay đến con này hoặc con này. Tuy nhiên, khi xem phim hay chơi game, chúng ta còn thấy nhiều loài rồng hơn thế nữa. Chúng là gì? Chúng cũng có được gọi là dragon không? Chào mừng mọi người, mình là Lẻn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân loại các loại rồng. Loài rồng đầu tiên mà chúng ta không thể bỏ qua chính là rồng phương Tây, Western Dragon. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong nhiều truyền thuyết và câu chuyện cổ tích tại châu Âu. Với vóc dáng to lớn, thân hình mạnh mẽ, cùng khả năng phun lửa đáng sợ, rồng phương Tây thường được mô tả là sinh vật mang trong mình sức mạnh không thể chế ngự và niềm kiêu hãnh của vua chúa. Trong các câu chuyện dân gian, rồng phương Tây thường là sinh vật khổng lồ có 4 chân, 2 cánh và lớp vảy cứng rắn không thể xuyên thủng, biểu trưng cho sức mạnh, sự quyền lực và đôi khi là cả sự tàn ác. Khác với những loài rồng khác, rồng phương Tây không chỉ phun ra lửa mà còn sở hữu sức mạnh siêu nhiên như bảo vệ kho báu hay kiểm soát những hiện tượng thiên nhiên khủng khiếp như sấm sét, bão tố. Nơi cư ngụ của rồng phương Tây thường là những vùng núi đá hiểm trở, hang động sâu thẳm hay những vùng đất biệt lập, nơi không có ai dám bén mảng. Chính vì thế, hình ảnh rồng thường gắn liền với những kho báu khổng lồ mà nó canh giữ. Và những cuộc phiêu lưu tìm kiếm kho báu luôn đi kèm với thử thách khốc liệt là đối mặt với rồng. Ví dụ điển hình của rồng phương Tây trong văn hóa hiện đại có thể kể đến con rồng Smaug trong loạt phim và tiểu thuyết The Hobbit của Tolkien. Smaug là hiện thân của sự tàn bạo, tham lam và quyền lực, cùng với sức mạnh không gì có thể sánh kịp. Tuy nhiên, khi lên phim thì tạo hình của Smaug lại không còn là dragon đúng nghĩa nữa, mà là một chủng rồng khác. Ngoài ra, rồng phương Tây còn có một nhánh thú vị là Fair Dragon, nhỏ nhắn và nhẹ nhàng hơn, mang trong mình sức mạnh huyền bí từ thế giới tiên. Những sinh vật này không có vẻ hủy diệt như rồng lớn, nhưng chúng lại sở hữu khả năng phép thuật mạnh mẽ với tính cách nghịch ngợm và tinh quái, làm tăng thêm sự phong phú trong cách nhìn về loài rồng của phương Tây. Tiếp theo là Wyvern, một loài rồng phổ biến trong văn hóa phương Tây, đặc trưng bởi cấu tạo cơ thể khác biệt so với các loài rồng truyền thống. Khác với dragon, có 4 chân và đôi cánh, Wyvern chỉ có 2 chân sau và cánh. Tương tự như loài chim hoặc rơi, khiến chúng trông nhanh nhẹn và thanh thoát hơn, nhưng cũng bớt mạnh mẽ và nặng nề hơn so với rồng truyền thống. Wyvern thường xuất hiện trong các huy hiệu, biểu tượng gia tộc và văn học thời Trung Cổ châu Âu, đặc biệt trong các mô tả về quái vật hoặc các sinh vật tà ác. Đặc biệt, chúng thường được gắn liền với tính cách hung dữ và nguy hiểm, ít có hình tượng bảo vệ hay thông minh như các loài rồng truyền thống. Tuy có kích thước nhỏ hơn và thiếu sự oai nghiêm, Wyvern vẫn là một sinh vật đáng sợ với khả năng chiến đấu và sự nhanh nhẹn vượt trội. Ví dụ nổi bật của Wyvern trong văn hóa đại chúng có thể kể đến các sinh vật trong series trò chơi Vương Quyền và tiền truyện Vũ Điệu của Bầy Rồng hay House of Dragon. Trong phim là những con rồng của nhà Targaryen. Mặc dù trong tác phẩm chúng được gọi là dragon, nhưng thiết kế hai chân và cánh của chúng lại mang nhiều đặc điểm của Wyvern. Drake, một trong những loài rồng đa dạng và linh hoạt, thường được miêu tả với hình dạng khá gần gũi với các rồng truyền thống. Khác với Wyvern chỉ có 2 chân, Drake thường có 4 chân nhưng lại không có cánh. Hoặc nếu có thì chúng rất nhỏ, khiến Drake không thể bay được. Dù vậy, đừng vội xem thường chúng, bởi khả năng chiến đấu trên mặt đất của loài này vô cùng đáng sợ. Drake thường được mô tả với kích thước lớn, sức mạnh khủng khiếp và lớp vảy cứng cáp gần như bất khả xâm phạm, đủ để làm đối thủ phải e ngại. Drake được xem là biểu tượng cho sự ổn định và uy lực trên mặt đất, với sự bền bỉ và khả năng thích nghi trong nhiều môi trường khác nhau. So với những rồng có cánh, Drake có thể không linh hoạt trong không gian ba chiều, nhưng khi đối đầu trên chiến trường, chúng là những chiến binh dũng mãnh, không dễ bị hạ gục. Một nhánh đặc biệt của Drake mà không thể không nhắc tới chính là rồng nhiều đầu, nổi bật nhất là Hydra trong thần thoại Hy Lạp. Hydra là một con rồng đáng sợ với nhiều cái đầu, và điểm đặc biệt ở đây là mỗi khi một cái đầu chặt đứt, ta-da, hai đầu mới sẽ mọc ra thay thế. Chính điều này đã khiến việc đối mặt với Hydra trở thành cơn ác mộng với bất kỳ ai, bởi hạ gục nó không hề dễ dàng. Trong văn hóa phương Đông, Yamata no Orochi, con rắn tám đầu trong thần thoại Nhật Bản, cũng là một hình tượng tương tự. Orochi được biết đến như một con quái vật cực kỳ tàn bạo và độc ác, gây ra nhiều thảm họa trước khi bị tiêu diệt. Worm thường xuất hiện trong các câu chuyện và truyền thuyết phương Tây. Đây là loài rồng không cánh, thân dài như rắn và có thể di chuyển như một con rắn khổng lồ.
Worm thường được coi là một trong những sinh vật mang đến sự hủy diệt, hiện thân của những sức mạnh tăm tối hoặc thiên nhiên không thể kiểm soát. Một ví dụ điển hình về Worm là Piton trong thần thoại Hy Lạp. Piton là con rắn khổng lồ bảo vệ Delphi, con của nữ Titan Gaia. Nó bị Apollo giết chết trong cuộc chiến sinh tử. Một phiên bản khác của Worm là Lindworm, thường chỉ có hai chân và không có cánh, trông giống rắn với dáng đi uyển chuyển. Trong truyền thuyết, Lindworm thường được coi là kẻ bảo vệ kho báu hoặc những khu vực thiêng liêng. Nó có thể không mạnh mẽ và nguy hiểm như rồng có cánh, nhưng vẫn đủ quyền lực để gieo rắc nỗi sợ. Trong phiên bản thần thoại Bắc Âu của người Đức, thì Fafnir được miêu tả như là một con Worm, chứ không phải là Dragon. Nidhogg trong thần thoại Bắc Âu là ví dụ tiêu biểu cho Lindworm. Nidhogg là con rồng cư trú dưới gốc cây thế giới Yggdrasil và chuyên gặm nhấm rễ cây, tượng trưng cho sự suy tàn và hỗn loạn. Cũng giống như một Lindworm điển hình, Nidhogg không bay và có thân hình dài giống rắn, đại diện cho sự phá hoại âm thầm nhưng liên tục trong thế giới thần thoại Bắc Âu. Tiếp theo là Sea Serpent, hay còn được gọi là rồng biển. Những sinh vật huyền thoại khổng lồ với hình dáng giống rắn thường được miêu tả sống trong các đại dương và các vùng nước sâu. Trong các nền văn hóa khác nhau, Sea Serpent được biết đến như những thực thể đáng sợ và bí ẩn, thường đại diện cho sức mạnh vô song của biển cả và sự khó lường của thiên nhiên. Jormungandr, hay còn được gọi là mãng xà Midgard, là một trong những con rồng biển nổi tiếng nhất trong thần thoại Bắc Âu. Theo truyền thuyết, Jormungandr là con của vị thần lừa lọc Loki và người khổng lồ Angerboda. Odin lo sợ sức mạnh của nó, đã ném Jormungandr xuống biển nơi nó lớn lên, đến mức thân hình có thể quận quanh trái đất và cắn vào đuôi của chính mình. Jormungandr đóng vai trò quan trọng trong Ragnarok, ngày tận thế của Bắc Âu, nơi nó và thần Thor, thần sấm, sẽ có một cuộc chiến định mệnh. Sau khi Thor giết chết Jormungandr, thần sẽ chỉ kịp đi vài bước trước khi ngã quỵ vì chất độc từ con rắn biển khổng lồ. Câu chuyện này thể hiện sự liên kết không thể tránh khỏi giữa sự sống và cái chết, cũng như sức mạnh tàn bạo của biển cả mà Jormungandr tượng trưng. Ở phương Đông thì có rắn thần Naga trong thần thoại Ấn Độ và Đông Nam Á. Là một loài sinh vật rắn nước với kích thước khổng lồ, có khi mang đặc điểm pha trộn giữa người và rắn. Naga thường được miêu tả sống trong các con sông lớn, hồ và biển sâu, đại diện cho sự bảo vệ và sức mạnh của nước. Trong văn hóa Hindu và Phật giáo, Naga có một vai trò phức tạp hơn là chỉ những sinh vật nguy hiểm. Đôi khi họ được coi là thần bảo vệ con người khỏi thiên tai hoặc các thế lực ma quái. Tuy nhiên, có những trường hợp Naga được miêu tả như là nguyên nhân của lũ lụt và tai họa, khi sự tức giận của họ không được thỏa mãn. Cuối cùng là rồng châu Á, hay còn được gọi là Lung, là một trong những loài rồng nổi tiếng nhất, đặc biệt trong các nền văn hóa Đông Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Khác với rồng phương Tây, thường được coi là sinh vật hung ác và hiếu chiến, rồng châu Á được tôn sùng là biểu tượng của sự thông thái, quyền lực và sự may mắn. Không giống như rồng phương Tây, rồng châu Á không có cánh nhưng lại có khả năng bay nhờ vào sức mạnh siêu nhiên. Rồng châu Á được liên kết mật thiết với nước, thường được cho là thần bảo hộ của sông, hồ và biển. Chúng có khả năng điều khiển mưa và thời tiết, vì vậy người dân cầu rồng để mong mưa thuận gió hòa trong các mùa vụ. Và đó là khái quát về các chủng rồng tiêu biểu mà tụi mình biết và tổng hợp được. Ngoài ra thì còn nhiều loài liên quan đến rồng khác, chẳng hạn như chín con trai của rồng hay là Amphitheatre, với đại diện mà kênh đã có video riêng rồi là Weston Quato. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye. Chúc mọi người ngủ ngon.